Hồ Văn Cường giành giải VTV Awards, tài năng phải được thừa nhận. Việc Hồ Văn Cường bất ngờ vượt qua 4 tên tuổi ca sĩ cộng cán khác là Mỹ Tâm, Nu Phước Thịnh, Sơn Tùng MTP, Khởi My đang là tâm điểm bàn luận của cư dân luận. Đây rõ ràng là một kết quả khá bất ngờ, đặc biệt với những ai quan tâm đến đời sống văn hóa văn nghệ. Bất ngờ ở chỗ, Hồ Văn Cường đã vượt qua những tên tuổi nổi bật nhất của showbiz Việt hiện nay, gồm một ngôi sao âm nhạc hiện tại, Mỹ Tâm, một soái ca sở hữu hàng loạt hit bự Nu Phước Thịnh, một nghệ sĩ đang gây hao tốn không biết bao nhiêu bút mực của báo giới Sơn Tùng MTP và một giọng ca sở hữu lượng fan đông đảo Khởi My. Chiến thắng của em chắc chắn khiến nhiều người phải giật mình vì rõ ràng không phải ai cũng đủ sức đánh bại nhiều tên tuổi như thế để giành chiến thắng. Cũng chính bởi sự bất ngờ đó mà ngay lập tức sau khi kết quả được xướng lên đã có nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng của Hồ Văn Cường không xứng đáng, rằng gia đình em mua giải, trong khi từ trước đến nay ai cũng biết Hồ Văn Cường xuất thân từ gia đình nghèo khó hoặc ban tổ chức sẽ thưởng cố tình trao giải cho em để gây chú ý. Hãy khoan bàn đến chuyện đúng sai và thực hư của vấn đề, nhưng rõ ràng chiến thắng của em đang tạo ra những tranh luận nơi công chúng. Tất nhiên nếu đứng ở dưới góc độ của một khán giả nghệ sĩ nào cũng có người thích kẻ ghét, và một danh hiệu hay giải thưởng được bình bầu từ chính khán giả cũng theo đó mà nhận được nhiều ý kiến. Đồng tình có mà chê bai cũng nhiều. Vì vậy suy cho cùng, với bản thân Hồ Văn Cường, em không cần phải quá hốt hoảng hay buồn rầu nếu chiến thắng của em không đạt được sự đồng thuận của toàn bộ khán giả. Ca sĩ ấn tượng là một hạng mục thú vị của VTV Awards. Nếu nhìn và hiểu theo ngôn ngữ của chữ ấn tượng thì rõ ràng người nghệ sĩ đoạt giải phải là người đủ sức tạo được dấu ấn nơi công chúng trong thời gian qua và được khán giả yêu mến. Hồ Văn Cường nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì quá rõ ràng em thua xa so với các ca sĩ đàn anh đàn chị đi trước khi họ vừa có tuổi đời tuổi nghề hơn hẳn cậu bé này. Nhưng nếu xét theo khoảng thời gian ngắn trong vài tháng trở lại đây thì cũng không thể phủ nhận chính Hồ Văn Cường lại nằm trong số ít những gương mặt tạo được sự chú ý. Đặc biệt, nếu so sánh với những cái tên đề cử, trong khi ở khoảng 4-5 tháng trở lại đây, Mỹ Tâm, Khởi My gần như không cho ra mắt sản phẩm mới, Nu Phước Thịnh thiếu sự đột phá, còn Sơn Tùng thì vấp phải sự phản ứng của dư luận với những sản phẩm đạo nhái của mình. Hồ Văn Cường lại sáng lên như một tài năng nhí nổi bật, sở hữu lượng khán giả đông đảo nhờ giọng hát ngọt ngào và chạm được cảm xúc tới người nghe. Trước đó cũng có một ngôi sao nhí khác từng bất ngờ vượt mặt đàn anh đàn chị để giành chiến thắng các giải thưởng quan trọng, đó là Phương Mỹ Chi. Với việc em bất ngờ vượt mặt Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng để giành chiến thắng Sing Music Awards hay chiến thắng bài hát yêu thích. Cũng như Hồ Văn Cường, em cũng hứng không biết bao nhiêu búa rìu từ dư luận, trong khi rõ ràng thành tích em có được lại đến từ chính khán giả và công chúng. Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường và còn nhiều cái tên sao nhí khác còn quá nhỏ để phải bị đưa lên bàn cân cho truyền thông và dư luận công kích. Hãy cứ nhìn nhận tài năng của các em khi tuổi đời còn quá nhỏ, không quá tân bốc và tung hô lên tận trời mây, mà vô tình giết chết các em bởi sự phụ mãn. Nhưng cũng đừng tìm mọi cách dìm các em xuống vực sâu bằng những suy nghĩ thiển cận, nhỏ nhoi của cá nhân mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!